Chơi bé bỏng à, chơi bé bỏng à. Chơi bé bỏng thích chỗ này không nè. Dạ, cái này nè, bảo đảm là anh chơi bé bỏng thích luôn á. Hả, nhưng mà có đá nghe ghê mới nghe. Đó, ghê lắm nghe. Đó, đó, xa xa là người ta đang có mấy cái gì vậy? Cái phao hả? À, mấy cái phao á, cái người ta ngồi lên giống như là cái gì dòng sông lười biếng gì đó, cái nước nó chảy 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 xuôi xuống nè, đó trong lành không, đó ra đây nằm phơi nắng đó, mấy con cá dễ thương lắm nè. Lẽ ra là mình phải mang theo cái phao, thì mang theo cái phao, cái mình nằm lên trên cái phao thì nước nó chảy đó. Xa xa là người ta đi nhiều lắm á đó. Là phóng lớn nè, phóng lớn chàng trai coi nè, đó người trai thấy không đó, cái đầu người ta theo cái hướng nước á, nó đẩy người ta đi, người ta chỉ nằm trên đó thôi, không cần làm cái gì hết. Không biết đi tới đâu thì nó không biết nữa, nhưng mà đó, thấy dễ nguy hiểm lắm mà nghe. Ở chim nỉ nữa kìa, làm cái bọc hết hồn. Đó, cái này con phải biết bơi, nhưng không biết bơi là mệt lắm mà nghe. Đó, vui ha. Đó, có chỗ thấy nó cũng ghê ghê nè. Đó, chỗ này hơi ghê ghê nè. Đó, ghê ghê nè. Đó, nó chạy đi đâu xa xa đằng kia người ta cũng có mấy người, người ta đang nằm trên cái phao nè. Ok, bye bye, chơi với bọn chấp 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 chấp.